Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cây đàn rất mới của Yamaha với mã là HQ90SXG. Cây này đầu series là 55, tức là nó sản xuất tầm năm 1997. Mọi người thì có thể nhìn qua máy móc, mọi thứ đều rất mới. Dây, bảng đồng, chốt, mọi thứ đều như là đàn mới vậy. Mọi người có thể đi xem đàn mới ở bất kỳ chỗ nào khác sẽ nhìn thấy không khác gì đàn này. Đàn này có cái đặc điểm rất đặc biệt của nó là nó có hệ thống đánh tự động auto play, và ngoài ra nó còn có bộ silent, tức là bộ đánh có thể các bạn có thể đánh ban đêm dùng tai phone hớt phơ. Bây giờ mình sẽ thử bộ phận auto play để mọi người xem thử. Ok, bây giờ mình sẽ bật thử. Ngoài ra nó có remote để điều khiển. Đây, mình sẽ thử trình bày. Phím đánh tự động này, mọi người sẽ nhìn thấy không cần ấn nữa. Ok, mình thử qua như thế thôi. Mọi người bây giờ sẽ nghe âm thanh thật của nó. Mình sẽ tắt bộ điện đi để nó về trạng thái đánh bình thường. Tạm biệt mọi người.